Đức bí mật chuyển gói vũ khí lớn cho Ukraine. Ông Zelensky thay đổi thành phần Bộ Tổng Tư lệnh Tối cao. Nga rút tàu tuần tra cuối cùng khỏi Crimea. Ukraine có thể huy động thêm 200.000 quân nhằm chặn bước tiến của Nga. Ukraine bí mật xây dựng đội quân robot để đối phó với quân đội Nga. Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Quân rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Ngày 15 tháng 7, Nhật báo Manemaku đưa tin, trong khoảng từ cuối tháng 6 đầu tháng 7, chính phủ Đức đã bí mật chuyển cho Ukraine một gói viện trợ vũ khí lớn. Gói này bao gồm 39 xe bọc thép hạng nặng lấy từ kho quân đội và từ các nhà máy quốc phòng của Đức. Theo Manemaku, Ukraine đã nhận thêm 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 và 20 xe chiến đấu bộ binh Marder IFV, cùng các khoản viện trợ bổ sung khác. Dữ liệu mở do nội các của Thủ tướng Olaf Scholz công bố cho thấy, tổng số xe tăng Leopard 1A5 và xe tăng Marder IFV mà Đức cung cấp cho Ukraine đã lần lượt tăng lên 50 và 120 chiếc. Các thiết bị hạng nặng khác trong đợt bàn giao mới nhất bao gồm nhiều loại phương tiện kỹ thuật và giả phá bom mìn. Gói viện trợ này cũng gồm 55.000 viên đạn pháo loại 155mm. Lô vũ khí mới nhất còn bao gồm 2 hệ thống phòng không IRIS-T trên mặt đất và 3 bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS do Mỹ sản xuất. Hồi tháng 5 năm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Berlin sẽ trả tiền cho việc chuyển giao các hệ thống do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Ngoài ra, Đức có kế hoạch gửi thêm 85 xe tăng Leopard 1A5 tới Ukraine vào một thời điểm chưa xác định, như một phần trong kế hoạch hợp tác viện trợ với Đan Mạch. Các đợt bàn giao trong tuần này sẽ bao gồm thêm 20 chiếc IFV Marder. Cho đến thời điểm hiện tại, chính phủ Đức hiện chưa bình luận về thông tin trên. Ban đầu, Đức có kế hoạch cung cấp tới 80 xe tăng Leopard cho Ukraine vào cuối năm 2023, nhưng đã bị chậm tiến độ do ngành công nghiệp quốc phòng nước này gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phụ tùng thay thế. Kiev vẫn đang hy vọng có đủ xe tăng Leopard để thành lập một lữ đoàn chuyên biệt cho các hoạt động tấn công. Trước đó, quân đội Nga đã công bố nhiều video cho thấy xe tăng Đức bị máy bay không người lái của Nga phá hủy hoặc bị lính Nga thu giữ sau khi kíp lái bỏ lại. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức đã nổi lên là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine trong suốt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm giữa Nga và Ukraine. Ước tính, Berlin đã cung cấp hơn 11 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Kiev từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 4 2024. Đức cho biết nước này đã cung cấp hoặc cam kết viện trợ quân sự hơn 30 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Hồi tháng 6 năm 2024, Thủ tướng Scholz thừa nhận rằng nhiều người Đức không hài lòng với sự hỗ trợ quân sự của nước này dành cho Ukraine, nhưng ông khẳng định không có giải pháp thay thế nào ngoài việc trang bị vũ khí cho Kiev. Đức và hầu hết đồng minh NATO tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine với chung quan điểm rằng phương Tây cần giúp Kiev giành chiến thắng trên chiến trường để có ưu thế trên bàn đàm phán với Nga. Ukrainska Pravda mới đây đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thực hiện những thay đổi về thành phần của Bộ Tổng Tư lệnh Tối cao. Theo Nghị định số 457/2024 công bố trên website Văn phòng Tổng thống, theo tài liệu, Tổng thống Zelensky đã giới thiệu tới Bộ Chỉ huy Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine mới được bổ nhiệm Oleksandr Chipa và người đứng đầu Cục Bảo vệ Nhà nước SSD Oleksiy Morozov. Theo sắc lệnh tương tự, nhà lãnh đạo Ukraine đã sa thải các nhân vật Alexander Kubrakov, Sergei Lupanchuk và Sergei Rup khỏi Bộ Tổng Tư lệnh Tối cao, văn bản có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó hôm ngày 9 tháng 5, Verkhovna Rada, Quốc hội đã thông qua quyết định cách chức ông Alexander Kubrakov khỏi chức vụ Phó Thủ tướng phụ trách tái thiết, kiêm Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng Lãnh thổ và Cơ sở Hạ tầng của Ukraine. Cùng ngày 9 tháng 5, Tổng thống Zelensky đã cách chức ông Sergei Lupanchuk khỏi chức vụ chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine và bổ nhiệm ông Oleksandr Chipa vào vị trí này. Tổng thống Zelensky cũng cách chức ông Sergei Rup khỏi chức vụ người đứng đầu Cục Bảo vệ Nhà nước Ukraine, người đã đứng đầu SSD từ năm 2019. Trong một diễn biến khác, ngày 15 tháng 7, người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Plentenchuk xác nhận với Kiev Independent rằng tàu tuần tra cuối cùng của hạm đội Biển Đen của Nga rời Crimea. Ông Plentenchuk cho biết tàu tuần tra cuối cùng của hạm đội Biển Đen của Nga vừa rời khỏi Crimea, hãy nhớ đến ngày này. Ông Plentenchuk nói với Kiev Independent rằng tên của con tàu là Dự án 1135.
tàu tuần tra này không phải tàu mang tên lửa hành trình mà Nga đang sử dụng để tấn công Ukraine mà được trang bị các loại vũ khí khác. Ông cho biết thêm, một trong hai chiếc tàu như vậy đã khởi hành từ Crimea cách đây đã lâu và chiếc còn lại đã rời Sevastopol hôm 15 tháng 7. Ông Plentenchuk nói, do quân đội Nga đã không thể tuần tra trong một thời gian, chúng tôi có thể cho rằng đây là sự di chuyển giữa các căn cứ. Động thái này cho thấy quân đội Nga hiểu rằng họ phải rời Crimea, ít nhất là các tàu của họ. Ukraine đã nhiều lần tấn công các tàu của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện. Theo quân đội Ukraine, khoảng 30% hạm đội Biển Đen của Nga đã mất tích hoặc bị vô hiệu hóa. Các cuộc tấn công thành công của Ukraine ở vùng Crimea đã buộc Moscow phải rút phần lớn lực lượng hải quân khỏi bán đảo này về thành phố cảng Novorossiysk của Nga, nơi trở thành căn cứ quan trọng của hạm đội Biển Đen. Hồi đầu tháng này, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR, ông Andriy Yusup, nói với Kyiv Independent, phạm vi ảnh hưởng của Hải quân Nga ở Biển Đen đã giảm đáng kể và cả thế giới có thể thấy điều này ngày hôm nay. Khi chiến sự đã kéo dài sang năm thứ ba, công việc chuyên sâu của những sĩ quan tuyển mộ binh sĩ như một phần của việc thực thi luật thắt chặt huy động đã giúp chính quyền Ukraine tăng đáng kể việc tuyển mộ binh sĩ cho quân đội. Theo hãng tin Reuters, đến cuối năm nay, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có thể huy động thêm được 200.000 quân ra chiến trường để ngăn chặn những bước tiến ở khắp các mặt trận của quân đội Nga. Thời gian qua, các phương tiện truyền thông địa phương ghi nhận sự giảm sút nhiệt tình đối với việc tham gia quân đội của người dân Ukraine. Tuy nhiên, việc mở rộng quyền của các văn phòng quân sự địa phương và tăng cường các hoạt động huy động của các trung tâm tuyển quân khu vực đang mang lại kết quả. Dữ liệu chính xác về số lượng người Ukraine đã được biên chế vào lực lượng vũ trang Ukraine được giữ bí mật về con số chính xác. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Reuters, tỷ lệ tuyển mộ binh sĩ đã tăng gấp đôi so với những tháng trước. Các quan chức chính trị và quân sự ở Kiev cho biết, một chiến dịch tăng cường nghĩa vụ quân sự tự nguyện đã thành công trong việc đưa việc huy động binh sĩ trở lại bình thường sau 2 tháng. Reuters dẫn lời một nguồn tin từ quân đội Ukraine cho biết, số lượng lính nghĩa vụ đã tăng hơn gấp đôi trong tháng 5 và tháng 6 so với 2 tháng trước đó, nhưng từ chối cung cấp số liệu chính xác. Liên quan đến vấn đề này, thư ký Ủy ban Quốc hội về An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, Verkhovna Rada, ông Roman Kostenko nói với ấn phẩm rằng vào cuối năm nay, 200.000 người Ukraine sẽ được trang bị vũ khí để tăng cường cho tiền tuyến. Hãng tin Reuters lạc quan cho biết thêm, tốc độ tuyển quân đầy khả quan này sẽ cho phép chính quyền Kiev xem xét việc xuất ngũ một phần binh sĩ tham gia cuộc chiến kể từ cuối tháng 2 năm 2022 tới nay. Thế nhưng trong bối cảnh đang thiếu lực lượng dự bị nghiêm trọng trên các mặt trận Donetsk, Kharkov, Sumy, chính quyền Ukraine không dễ nới lỏng các quy định cho phép binh sĩ nghĩa vụ được trở về nhà, mà có lẽ họ sẽ còn phải ở lại chiến trường trong thời gian dài, bởi để huấn luyện những binh sĩ có khả năng chiến đấu tốt không phải là điều dễ dàng. Với hy vọng tìm được lợi thế chiến lược để đối phó với quân đội Nga, Ukraine đang bí mật xây dựng một đội quân robot trong các nhà kho bỏ hoang hoặc tầng hầm nhà máy. Theo Sky News và NPR, một hệ sinh thái gồm các phòng thí nghiệm trong hàng trăm xưởng bí mật trên khắp Ukraine đang lắp ráp các thiết bị không người lái với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với việc nhập khẩu các mô hình tương tự. Kiev hy vọng rằng đội quân robot này sẽ hạ gục lực lượng Nga và cứu binh sĩ cũng như dân thường bị thương của nước này. Một số ước tính cho rằng khoảng 250 công ty khởi nghiệp quốc phòng trên khắp Ukraine đang tạo ra các cỗ máy nguy hiểm tại các địa điểm bí mật, những nơi mà thoạt nhìn giống như cửa hàng sửa chữa ô tô ở nông thôn. Các nhân viên tại công ty khởi nghiệp của doanh nhân Andriy Denisenko có thể lắp ráp một thiết bị không người lái trên bộ, gọi là Odyssey, trong vòng 4 ngày tại một nhà kho của công ty. Điều quan trọng nhất là chi phí bỏ ra chỉ là 35.000 đô la Mỹ, bằng khoảng 10% số tiền mua một thiết bị nhập khẩu. Lãnh đạo công ty khởi nghiệp quốc phòng Uprototip, ông Andriy Denisenko nói: "Chúng tôi đang chiến đấu với một nước lớn và họ không có bất kỳ giới hạn nào về nguồn lực. Chúng tôi không thể phung phí nhân lực. Xung đột là toán học." Nguyên mẫu Odyssey nặng 800 kg, có thể di chuyển tới một quãng đường lên tới 30 km với một lần sạc pin. Pin của thiết bị này có kích thước bằng một máy làm mát bia cỡ nhỏ. Robot Odyssey hoạt động như một thiết bị không người lái cứu hộ và cung cấp. Nó có thể được sửa đổi để mang súng máy hạng nặng có điều khiển từ xa. Lực lượng hệ thống không người lái, còn gọi là nhánh thứ tư của quân đội Ukraine, đã gia nhập lực lượng lục quân, hải quân và không quân vào tháng 5 năm nay. Một trang gây quỹ của chính phủ Ukraine cho biết, các đội robot sẽ trở thành thiết bị hậu cần, xe kéo, xe thả mìn,
xe rà phá bom mìn và robot tự phá hủy. Những robot đầu tiên đã chứng minh hiệu quả của nó trên thực địa. Phó Thủ tướng phụ trách chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, ông Mykhailo Fedorov đang khuyến khích người dân tham gia các khóa học trực tuyến miễn phí và lắp ráp máy bay không người lái tại nhà. Quan chức này muốn người Ukraine tạo ra 1 triệu máy bay không người lái mỗi năm. Mới đây, người phụ trách chuyên mục của ấn phẩm The American Conservative của Mỹ, Dominic Sansone, đã có bài viết nhận định rằng chính sách nguy hiểm của phương Tây đối với Ukraine có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Nga. Ông Sansone lưu ý, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi chính sách phương Tây sẽ dẫn đến sự đối đầu trực tiếp giữa Nga và thành viên NATO, thậm chí có thể là Mỹ. Theo ông Sansone, thất bại của Ukraine là không thể tránh khỏi, nên phương Tây ngày càng làm xung đột trầm trọng thêm bằng cách cung cấp cho Kiev những loại vũ khí càng nguy hiểm. Đồng thời, báo chí phương Tây cũng góp phần làm căng thẳng ngày càng leo thang. Trong khi đó, cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas MacGregor viết trên mạng xã hội X rằng Mỹ đã ép Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân tới miền đông Ukraine. Ông MacGregor cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn tránh đối đầu trực tiếp với Mỹ và NATO. Chính chúng ta đã thúc đẩy ông ấy gửi lực lượng quân sự tới các vùng phía đông Ukraine. Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều ý kiến ở phương Tây về kịch bản xung đột vũ trang trực tiếp giữa Liên minh NATO và Nga. Điện Kremlin lưu ý, Moscow không đe dọa ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.